Bí mật kiếm tiền của người Do Thái, quy tắc 78/22, nhắm vào phụ nữ là cách làm giàu nhanh nhất của dân tộc chiếm 11,6% tỷ phú khắp hành tinh. Không phải tự nhiên mà người Do Thái được mệnh danh là dân tộc thông minh nhất thế giới và sở hữu tinh hoa của con đường làm giàu vô cùng khôn ngoan. Bàn về con đường kinh doanh và cách làm giàu, người Do Thái có 5 quy tắc lớn sau đây. 1. Tập trung phục vụ cho phái nữ. Luật kiếm tiền của người Do Thái tin rằng, để làm giàu nhanh chóng, tốt nhất nên nhắm vào phụ nữ. Nguyên do chủ yếu là bởi vì họ tin rằng việc kiếm tiền là của đàn ông, còn việc tiêu tiền thường là vai trò của phụ nữ. Sở thích và lòng đam mê của một người đàn ông không nằm trong việc đi mua sắm các trang thiết bị, các đồ gia dụng hay vật dụng hàng ngày mà nằm ở quá trình sản xuất ra số tiền dùng để mua những món đồ đó. Còn việc mua thứ gì và sử dụng ra sao lại là nghề của người phụ nữ. Sinh hoạt của phần lớn gia đình trong thực tế đều diễn ra như vậy. Chưa kể đến, không chỉ những vật dụng như thức ăn thực phẩm, đồ dùng hàng ngày, nhu cầu mua sắm của chị em cũng được mở rộng từ quần áo, trang sức tới mỹ phẩm, vàng bạc hay đá quý. Chính vì thế, càng quan tâm, phục vụ và nhắm vào nhu cầu của phụ nữ thì các nhãn hàng càng dễ đạt được chìa khóa quan trọng để tiếp thị thành công. 2. Vì kiếm tiền sẵn sàng bôn ba bốn phương. Đặc tính trời sinh của người Do Thái là sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu để đem lại cơ hội kinh doanh tốt nhất cho mình, miễn là nơi đó có tiềm năng phát triển và làm giàu. Họ luôn bôn ba khắp bốn phương chứ không có một thị trường cố định nào cả. Người Do Thái có mặt ở mọi nơi như thể họ sinh ra để trở thành công dân của cả thế giới, trở thành thương nhân của cả hành tinh. Chính việc không ngừng tìm kiếm các thị trường mới mẻ, luân chuyển trọng tâm từ thị trường này sang thị trường khác để tìm kiếm nhiều các cơ hội phát triển độc đáo hơn trong bối cảnh toàn cầu đang ngày càng hội nhập, đã giúp họ phát hiện ra những nơi có sự cạnh tranh ít khốc liệt hơn và tìm ra cơ hội để làm giàu tại đó. 3. Quy tắc 78/22. Trong không khí tự nhiên, tỷ lệ giữa nitơ và oxy là 78/22. Trong cơ thể con người, tỷ lệ giữa nước và các thành phần vật chất khác cũng là 78/22. Trong một hình vuông có diện tích là 100, diện tích vòng tròn nội tiếp của nó cũng khoảng 78 và các diện tích còn lại của hình vuông là khoảng 22. Qua đó, chúng ta dễ dàng nhận ra 78/22 là một quy tắc bao trùm lên cả thế giới xung quanh. Đó cũng là tinh hoa trong văn hóa kinh doanh của người Do Thái hàng ngàn năm qua. Quy tắc này sẽ được thể hiện rõ hơn nếu đặt vào ví dụ giữa tỷ lệ của dân chúng bình thường và tầng lớp giàu có, được coi như là 78/22 với số người giàu có thuộc bộ phận thiểu số và những người bình thường thuộc về số đông. Nhưng nếu so sánh theo phương diện tài sản thì chúng ta được một giá trị hoàn toàn ngược lại khi tài sản của bộ phận thiểu số đó lại chiếm tới 78. Trong khi tổng số tiền bạc của những người bình thường cộng lại chỉ chiếm 22%. Do đó, đối tượng kinh doanh mà người Do Thái nhắm tới sẽ là số ít giai tầng có thu nhập cao để đạt được thành công khó lường. Bởi vì họ hiểu được bí quyết, chỉ 22% khách hàng có thể tạo ra 78% lợi nhuận mà họ đang tìm kiếm. 4. Thời gian là vàng là bạc. Phương châm kinh doanh của người Do Thái có một câu như sau: đừng bao giờ đánh cắp thời gian. Trong mắt họ, thời gian là cuộc sống, là vàng bạc và là công cụ kinh doanh mang giá trị vô cùng quan trọng. Họ coi trọng thời gian vì chúng đại diện cho một tầng ý nghĩa khác, chính là khả năng nắm bắt lấy cơ hội làm giàu mọi lúc mọi nơi. Trong môi trường cạnh tranh ngày nay, nhất cự ly nhì tốc độ, các hoạt động kinh doanh và tiếp thị càng phản hồi nhanh chóng, càng sáng kiến không ngừng, càng phát triển linh hoạt vượt lên so với những đối thủ khác thì càng có nhiều khả năng để nắm bắt được tâm lý của người tiêu dùng hơn. 5. Biết kiếm tiền bằng trí tuệ. Người Do Thái luôn tin rằng kiếm tiền là một điều tự nhiên và tất yếu của cuộc sống. Các thương nhân của họ luôn tận dụng trí tuệ để khai thác các cơ hội kinh doanh, biến trí tuệ của mình trở thành những đồng tiền sống hiện hữu ngay trong tầm tay. Họ luôn vận dụng bộ não và sự sáng tạo vào trong tư duy phân tích để tiếp cận hành vi cũng như nhu cầu thiết thực nhất của người tiêu dùng, từ đó đưa ra những phương pháp tiếp thị và kinh doanh hợp lý. Trí tuệ giúp họ không ngừng đổi mới về sản phẩm, giá cả, các kênh truyền thông quảng bá hoặc chương trình khuyến mại để khám phá những cơ hội mới, kích thích nhu cầu của thị trường và tối ưu hóa hiệu quả từ các chiến lược để khẳng định giá trị của người tiêu dùng.
12 nguyên tắc giúp bạn làm giàu nhanh chóng chân chính mà không cần đến sự may mắn hay gia thế khủng. Tôi sẽ áp dụng những điều này vào cả quãng đời còn lại và tôi nghĩ bạn cũng nên làm như vậy. Bạn sẽ không bao giờ trở nên giàu có bằng một công việc bán thời gian. Điều này cũng giống như một chú chuột hamster cứ mãi chạy trong chiếc đu quay của mình, hết vòng này đến vòng khác trong vô định. Bạn cứ mãi chăm chỉ làm việc và nhận được một mức lương cố định hàng tháng. Vậy bạn có biết, cách sống của bạn cũng sẽ tương đương với số tiền mà bạn kiếm được không? Khi bạn được thăng chức và kiếm được nhiều tiền hơn một chút cũng chỉ khiến mức chi tiêu của bạn tăng theo. Cách duy nhất để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này chính là tạo dựng nên sự giàu có. Dưới đây là 12 quy tắc vô cùng hiệu quả giúp bạn đạt được sự giàu có. Những kiến thức này tôi đã đúc kết được từ những người nổi tiếng như Warren Buffett, Nassim Taleb, Naval Ravikant và nhiều người khác. Tôi sẽ áp dụng nó trong suốt phần đời còn lại của mình và tôi khuyên bạn cũng nên làm như vậy. 1. Sau khi đã tiết kiệm, hãy chi tiêu với số tiền còn lại. Có một quy tắc về năng suất lao động được gọi là quy luật Parkinson. Theo quy luật này, một nhiệm vụ đơn giản khi được thực hiện trong khoảng thời gian dài cũng trở nên phức tạp và tiêu tốn nhiều thời gian hơn. Khi thời gian phân bổ cho nhiệm vụ đó càng ngắn, nó sẽ càng được giải quyết đơn giản và dễ dàng hơn. Điều này cũng có thể áp dụng cho thói quen chi tiêu của chúng ta. Nhu cầu chi tiêu của bạn sẽ giảm bớt khi số tiền dành cho khoản chi đó được giới hạn. Đây có lẽ là lý do vì sao Warren Buffett từng nói: đừng tiết kiệm số tiền còn lại sau khi chi tiêu. Thay vào đó, hãy để ra phần tiết kiệm trước và chi tiêu với số tiền còn lại. Khi bạn quyết tâm tiết kiệm một khoản thu nhập cố định, đó là lúc bạn đang dần gia tăng tài sản của mình mỗi tháng. Điều này nghe có vẻ khá đơn giản. Tuy nhiên, hầu hết mọi người thường không thể cưỡng lại những cám dỗ và gần như họ không thể tiết kiệm được bất kỳ khoản tiền nào. Họ không thể từ chối chi tiền cho một ngày cuối tuần đầy các hoạt động đắt đỏ. Họ cũng không thể nói không với một chiếc điện thoại đắt tiền và không thể cưỡng lại sức hút từ những bộ quần áo sang trọng. Nhưng bạn thông minh hơn thế. Hãy sử dụng một công cụ thông minh để tự động tiết kiệm tiền. Hầu hết các ứng dụng ngân hàng đều cho phép bạn thực hiện một dịch vụ chuyển tiền mặc định vào một tài khoản mà bạn mong muốn. Hàng tháng, ứng dụng này sẽ tự động trích một phần thu nhập của bạn và chuyển thẳng vào tài khoản này. Bạn sẽ tích góp được một khối tài sản nhỏ mà không cần phải suy nghĩ đến nó. 2. Đầu tư kinh doanh thêm một lĩnh vực khác. Tiết kiệm tiền là một thói quen rất tốt. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể tránh khỏi rủi ro về lạm phát. Tiền sẽ bị mất giá trị hàng năm và đó là lý do tại sao bạn nên biến nó trở thành những tài sản khác cho mình. Tài sản là những vật sở hữu được đánh giá cao về giá trị theo thời gian, như các tác phẩm nghệ thuật, bất động sản hoặc cổ phiếu, hoặc kiếm được tiền cho bạn kể cả khi bạn đang ngủ, như kinh doanh online, nhà hàng, đầu tư vào thị trường chứng khoán. Bên cạnh việc tiết kiệm tiền, hãy đầu tư kinh doanh để kiếm thêm tiền. Bạn hãy xem công việc chính của mình là công cụ để bạn có thể tiết kiệm đủ tiền. Sau đó hãy trích ra một phần để đầu tư kinh doanh. Khởi nghiệp là con đường để bạn sáng tạo và giúp bạn có cơ hội trở nên giàu có hơn. Mặc dù tiết kiệm vẫn có thể giúp bạn tích góp được tài sản, nhưng hãy cố gắng để có được tài sản càng sớm càng tốt. Nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu, tôi khuyên bạn nên cân nhắc đầu tư vào những mã cổ phiếu thuộc quỹ SPON 500. Quỹ này tập hợp các cổ phiếu từ 500 công ty lớn nhất trong nhiều lĩnh vực và lợi nhuận trung bình hàng năm thu về sẽ rơi vào khoảng 10%. Bạn sẽ không giàu lên trong một sớm một chiều, nhưng bạn gần như sẽ dần đạt được điều đó qua mỗi năm. Đối với những người muốn bắt đầu kinh doanh, hãy làm việc đó sau giờ làm và dần chuyển sang làm công việc đó 100% thời gian, nếu nó có thể giúp bạn chi trả đủ cho cuộc sống. Một lựa chọn khác nữa là hãy tiết kiệm đủ tiền để thanh toán các hóa đơn trong ít nhất một năm. Sau đó hãy thử thách bản thân với những công việc mới để tăng cơ hội làm giàu. 3. Đừng đi tắt đón đầu. Vào đầu năm 2020, tôi đã mất 90% số tiền tiết kiệm của mình vì một vụ đầu tư mạo hiểm với mong muốn làm giàu nhanh chóng. Tôi đã tham gia một sàn giao dịch Bitcoin với lời hứa hẹn mức lãi kép có thể đạt đến 40%. Nghe có vẻ rất hấp dẫn và thực sự nó đã diễn ra như vậy. Sàn giao dịch này mồi chài mọi người bằng nhiều đợt thanh toán lãi và khi mọi người dốc hết tiền đầu tư vào, nó sẽ lấy hết tiền và biến mất vĩnh viễn.
việc đó thực sự là một bài học đắt giá đối với tôi. Vì vậy, hãy ghi nhớ câu nói này của nhà đầu tư và nhà triết học Naval Ravikantan: không có kế hoạch làm giàu nào nhanh chóng, nó chỉ giúp người khác làm giàu nhanh hơn từ bạn. 4. Đừng bao giờ mạo hiểm đầu tư tất cả vào một thứ. Có một quy tắc toán học được các nhà đầu tư rất ưa chuộng, gọi là tiêu chí xác suất Kelly. Nó có nghĩa là đừng bao giờ đặt cược mọi thứ vào một kênh bạc duy nhất, ngay cả khi cơ hội thành công là rất cao. Tiêu chí Kelly áp dụng cho mọi thứ, từ các quyết định kinh doanh đến việc quản lý những mối quan hệ giúp bạn xây dựng danh tiếng của mình. Dưới đây là một vài ví dụ minh họa cách mà bạn có thể áp dụng nó. Đừng bao giờ dồn hết tiền vào một khoản đầu tư nhất định. Tất cả các tổ chức đầu tư đều đã được đánh bóng lên để trông có vẻ hoàn hảo, nhưng trong thực tế, nó có thể là yếu tố dẫn đến thảm họa về tài chính cho bạn. Đừng bao giờ hy sinh một mối quan hệ vì một số lợi ích tài chính. Sự giàu có của bạn sẽ không còn nhiều ý nghĩa nếu như mọi người ghét bạn. Đừng bao giờ tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, vì không có gì quý hơn độc lập tự do. 5. Hãy tạo ra giá trị riêng cho bản thân. Ngày nay, việc xây dựng thương hiệu cá nhân đang là xu hướng thịnh hành. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều không hiểu ý nghĩa thực sự của việc này. Nó không phải là mặc quần áo, ăn uống hoặc nói chuyện theo một phong cách nhất định nào đó. Nó có nghĩa là bạn phải có đủ dũng cảm để công khai tên tuổi của mình vào một dự án hoặc một doanh nghiệp nào đó. Đó là cách mà Elon Musk, Oprah Winfrey và Donald Trump đã xây dựng được những thương hiệu cá nhân khổng lồ. Họ không ngại làm điều này và tuyên bố với thế giới rằng: "Này mọi người, đây là những gì tôi đang làm hoặc đây là những gì tôi đang đại diện." Chắc chắn sẽ luôn có rủi ro khiến bạn thất bại. Tuy vậy, những thành tựu mà bạn đạt được sẽ trở nên vô giá. Mọi người sẽ tìm đến bạn để xin lời khuyên. Các công ty sẽ xếp hàng để trở thành nhà tài trợ cho bạn. Điều này cho bạn những cơ hội mới để tạo dựng nên sự giàu có. Bạn không cần phải chế tạo tên lửa, tổ chức một chương trình truyền hình hay làm khuấy động cả trang Twitter để đưa tên tuổi của mình lên đó. Tất cả những gì bạn cần là một chiếc điện thoại thông minh và một nền tảng, nơi bạn có thể truyền tải ý tưởng của mình và những thứ bạn đang làm đến mọi người. Nếu bạn đang có ý định mở một nhà hàng để kinh doanh, hãy tạo một tài khoản TikTok và chia sẻ công thức nấu ăn của bạn. Nếu bạn bắt đầu một công việc làm thêm, hãy chia sẻ kế hoạch và tình hình công việc hàng tuần trên một chương trình thu thanh podcast. 6. Hãy đọc những gì bạn yêu thích cho đến khi bạn thích đọc. Kiến thức cũng giống như nước. Nước ở đầu nguồn là nước trong lành nhất. Đầu nguồn của kiến thức chính là những cuốn sách và chúng vô cùng quý giá. Chúng ta đều muốn trở thành những người hiểu biết nhiều, nhưng lại liên tục lười đọc sách bởi vì nó tốn thời gian, phức tạp và đáng sợ. Hãy xem việc đọc sách như một thói quen. Bạn có thể phát triển nó bằng cách đọc bất cứ thứ gì, từ những câu chuyện vô vị đến tiểu thuyết hay những bài báo do một gã hói đầu nào đó viết chẳng hạn. Theo thời gian, bạn có thể nâng cấp từ những nội dung dễ đọc, dễ hiểu sang những cuốn sách có nội dung nâng cao như Thinking, Fast and Slow, The Black Swan và Homo Sapiens. Đó là ý nghĩa của câu nói mà Naval Ravikant đã nói: hãy đọc những gì bạn yêu thích cho đến khi bạn thích đọc. Vì vậy, ngay từ bây giờ, hãy đọc bất cứ thứ gì có thể khơi gợi trí tò mò của bạn. Đặc biệt, hãy nhớ rằng mục tiêu cuối cùng là bạn có thể đọc các tác phẩm được viết từ những nhà tư tưởng giỏi nhất mà nhân loại từng có. Đừng đếm số lượng sách mà bạn đã đọc, mà hãy chọn lọc và đọc đi đọc lại 5 cuốn sách mình thích nhất 100 lần. Bởi vì chúng ta sẽ quên hầu hết những gì mình đã học, trừ khi ta áp dụng và xem đi xem lại nội dung đó nhiều lần. Khi bạn liên tục tiếp cận với những kiến thức tốt đẹp, nhận thức của bạn sẽ được nâng cao và dễ dàng áp dụng chúng vào công việc và cuộc sống hàng ngày. Giống như Bruce Lee từng chia sẻ: "Tôi không sợ người đàn ông tập 10.000 cú đá khác nhau. Tôi chỉ sợ người đã tập một cú đá trong 10.000 lần." Tư duy làm giàu chúc bạn công thành danh toại. Vạn sự hanh thông.